Xin chào quý anh chị khách hàng nhé. Hôm nay em quay trở lại cái dự án La Vira Green City ở giờ phường 6 Tân An, Long An nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay em quay để cho quý anh chị mình thấy rõ là bên em đang mở bán cái lốc C4 C5 à, đối diện quý anh chị khách hàng là C5. Em đang quay C5 đây. Đó. Là bán lốc C5 nha quý anh chị khách hàng nhé. À, bên này là C4 này. Đấy. Nhà ở đây thì đã hoàn thiện hết rồi. À, quý anh chị khách hàng nào mua ở đây á thì mình có thể được nhận nhà luôn. Đấy, và hiện tại á là giá ở đây là nó là 3 tỷ 8 một căn nha quý anh chị khách hàng nhé. 3 tỷ 8 một căn. À, và nó đối diện với trung tâm hành chính công của tỉnh Long An. À, trước mặt quý anh chị khách hàng mình nhìn thấy á, bây giờ em đang đi đường đây. Thì hôm nay em xuống em giới thiệu cho quý anh chị khách hàng, mình thấy rõ là ở đây á, khu vực này là cái trung tâm hành chính của tỉnh Long An. Thì người ta xây dựng quy hoạch rất là đồng bộ. Dãy nhà 1 trệt 2 lầu. Cái này của chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh Group và Đồng Tâm nha quý anh chị khách hàng nhé. Và giá thì 3 tỷ 8 một căn cho đến 4 tỷ 2 một căn. Thì cái này là diện tích của nó là 5 x 20, xây dựng 1 trệt 2 lầu, chừa trước 6 chừa sau 2 nha quý anh chị khách hàng nhé. Để cái vỉa hè của mình nó rất là rộng. Mình có thể đẩy nguyên cái chiếc xe 7 chỗ đi vô cũng được luôn. Đó, mình đẩy nguyên một chiếc xe 7 chỗ đi vô được luôn nha quý anh chị khách hàng nha. Đấy, bên nào cũng thế. Bên nào cũng đẩy nguyên cái chiếc xe 7 chỗ vô được hết. Bởi vì cái khuôn viên của mình nó cực kỳ rộng. Đó, sau này nó sẽ có cái cánh cổng sắt ở ngoài nha quý anh chị khách hàng nha. Đó, trung tâm hành chính công của tỉnh kìa. Và ở đây thì xây dựng 1 trệt 2 lầu. Với cái thiết kế của nó là một phòng khách, một phòng bếp, một phòng sinh hoạt chung và 3 phòng ngủ, 3 toilet nha quý anh chị khách hàng nhé. Và hiện tại thì bên em đang bán C4, C5, hai cái lốc đẹp nhất và hai mặt tiền. Mặt tiền đường quốc lộ này. Đó. Mặt tiền đường quốc lộ và đối diện với trung tâm hành chính của tỉnh. Hôm nay thì có rất nhiều khách hàng đi tham quan dự án. Thì ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái chính sách ưu đãi cho khách hàng. Là mình thanh toán 20, 35, 50, 75 và 95% tùy quý anh chị khách hàng nhé. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều chính sách ưu đãi cho mình với từng cái phương thức thanh toán nhé. Thì đây là em đang đi ra cái khu vực hành chính công của tỉnh Long An đây. Đây quý anh chị thấy nhé, rất là rõ. Ở đây thì nếu mà quý anh chị khách hàng nào mà khu vực Long An có sổ hộ khẩu Long An á, thì sẽ được hỗ trợ miễn phí thêm 2% tổng giá trị hợp đồng nhé. Quý anh chị khách hàng nào ở Long An mua thì sẽ có cái hỗ trợ cho mình là có hộ khẩu ở Long An thì sẽ được chiết khấu thêm 2% 2% giá trị hợp đồng nữa nhé. Thì đó là cái khu vực đây, qua cái cầu dự án La Vira Green City thì quý anh chị khách hàng mình qua cái cầu Tân An cũ. Đó, cái cầu của Tân An bây giờ làm 2 nhịp rồi, rất là đẹp. Thì nhìn bên tay phải là tới cái dự án của em rồi nhé. Dự án La Vira Green City của chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh Group và Đồng Tâm Group phát triển dự án này nhé. Làm dự án này nha quý anh chị khách hàng nhé. Và mẫu nhà 1 trệt 2 lầu, rất đồng bộ. Quý anh chị nào đầu tư thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại em sẽ để trên màn hình là 0976005119. Em thuộc bên Trần Anh Hao nha, của chủ đầu tư. Cho nên là quý anh chị khách hàng mà khi mà mình mua thì mình yên tâm, mình giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư và nhân viên của chủ đầu tư, không phải các sàn phân phối nha quý anh chị khách hàng nhé. Để được ưu đãi nhiều nhất thì quý anh chị khách hàng mình có thể gọi điện trực tiếp cho em. Số em sẽ để trên màn hình hoặc để dưới phần content mô tả để cho quý anh chị mình thấy rõ. Khu vực này thì tất cả các cơ sở hạ tầng đường xá rồi công viên cây xanh vỉa hè đã xong hết rồi. Thì những cái đường xá như thế này là đường 12m thì sẽ tới đây sẽ là trải nhựa hết nha quý anh chị khách hàng nhé. Làm vỉa hè và trải nhựa hết đều 100%, cho nên là quý anh chị mình cứ yên tâm.
sau khi về đây mua nhà có thể là 1-2 tháng là quý anh chị nhận nhà được rồi, chứ không có phải chờ đợi lâu. Anh chị nào cần nhà ở gấp thì có thể là mình nhận nhà và hoàn thiện luôn nha. Thì ở cái khu vực này là cái khu vực mà nó hai mặt tiền, một là mặt tiền đường chính quốc lộ 1 và một là mặt tiền đường Hùng Vương nối dài. Quý anh chị khách hàng nào mà biết về Tân An thì chắc chắn sẽ hiểu khu vực này nó như thế nào. Tân An thì nó rất là rộng và đẹp, cho nên là cái khu vực phát triển về cái dự án, về cái cơ sở tầng, về tất cả mọi thứ, về đồng bộ, về kinh doanh, mua bán, về hành chính, nó có đầy đủ hết nha quý anh chị khách hàng nhé. Đấy, ở đây đường xá là đồng bộ hết rồi, toàn bộ đường xá là đồng bộ hết 100%, cho nên là quý anh chị mình mua đầu tư thì mình yên tâm. Quý anh chị khách hàng này nếu mà cần tư vấn, cần thêm thông tin thì gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0976005119, em sẽ để trên màn hình. Thì để cho quý anh chị khách hàng mình yên tâm khi mà liên hệ và được tư vấn thì em sẽ gửi những cái thông tin chuẩn nhất từ chủ đầu tư, những ưu đãi chính sách dành hậu mãi dành cho quý anh chị khách hàng tốt nhất ở trong cái dự án này. Bởi vì dự án này là cái dự án con đẻ của Trần Anh, cho nên là bên em sẽ triển khai dự án này cực kỳ đẹp và cực kỳ VIP khi mà quý anh chị khách hàng mua ở đây. Thì bây giờ em sẽ xin kính chào quý anh chị khách hàng và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo. Quý anh chị khách hàng nào mà yêu mến thì mình nhấn đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo và những dự án em quay tiếp theo nhé.